Alo alo, chào mừng tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em lại quay trở lại với video tiếp theo của mình. Và ngay bây giờ thì mình lại tiếp tục trở lại con thiên đường trò chơi. Càng này thì chiến đấu thử thách bản thân với số vốn cực nhỏ anh em nhé. Hai củ, đấy. Hai củ kiếm cơm gạo đối với những bạn học sinh sinh viên thì như thế nào, đúng không? Hai củ kiếm cơm gạo với các bạn học sinh sinh viên thì như nào? Hai củ thì các bạn chỉ cần mỗi ca chốt lại, chốt ca cho mình 5 lít thôi, 3 lít cũng được, anh em không? 5 lít, 3 lít cũng được, không vấn đề gì cả. Hòa cái này, hòa cái phang cái anh em ạ, phang một củ cái anh em ơi, tự tin chốt cái tay này được không? Tự tin chốt cái tay này được không? Tự tin chốt cái tay này được không? Tay này vào đúng tay kết anh em ạ, nó vào đúng tay kết. Ok chưa anh em? Uy tín chưa? Đấy, hòa cái phang cái, đấy, vào đúng tay kết của mình thì lờ lụng luôn chứ còn gì nữa. Tay này làm một tay cái nữa nhá. Tuy này là vào 1 lít thôi anh em ơi, có thành quả rồi. Vốn mình nhỏ mà, vốn mình nhỏ thì mình phang nhỏ thôi, chẳng qua tay kia đúng tay kết thôi. Khi anh em chơi bộ môn này thì chúng ta cũng phải có những tay thử cầu, có những tay kết. Đó. Uy tín rồi, húp rồi. Nặng thế là đủ biết tờ húp rồi đúng không anh em? Nặng thế đủ biết húp rồi. Xem cầu ảo nhảy nào. À, cầu ảo nhảy ra ra đây rồi. Cầu ảo nhảy ra đây thì tay này mình sẽ vào một tay con 1 lít anh em nhé. Tay con 1 lít. Chạy trả về cầu 33. Mình xem như mình phân tích nó sẽ chạy 33. Đấy, để xem có đúng không. Ai giờ hình hết rồi. Hình không? À, chạy cái tiếp anh em ơi. Cái tiếp anh em ơi, không sao, tay vừa rồi vào nhẹ có 1 lít thôi. Rồi. Vào cái tiếp anh em nhé. Hai lốp. Thế thôi. Chơi thì cứ đúng chiến thuật mà phang thôi. Có thành quả rồi cứ nhẹ nhàng tình cảm thôi. Dình tay kết ta lại phang căng thôi. Đấy, húp chưa? Uy tín chưa? Dình tay kết ta lại phang căng thôi. Tiếp tục này. Câu này trả về con này anh em ơi. Đây vào 5 lốp con anh em nhá. 5 lốp con. Anh em xem được video nhớ đừng quên bấm like và đăng ký kênh và chia sẻ mình em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hình. Ai xa. Bịt cái tiếp anh em ơi. Cái tiếp rồi. Tay này thì mình theo nhẹ cái anh em nhá. 6 lít thôi. 6 lít thôi anh em ạ. Hơi buồn một chút tay trước. Hơi buồn một chút tay trước vào hơi căng. Bây giờ mới gãy về con này anh em này. Bây giờ mới gãy con này. Gãy về con thì để từ từ nhá. Tay này có khả năng chưa hồi được đâu. Gãy con thì thường thường mình sẽ phải hồi ở đây đúng không? Nhưng tay này chưa hồi cái được đâu. Vẫn tiếp tục chạy con tiếp đấy. Tay này mình sẽ vào một củ rưỡi luôn anh em nhá. Tay này vẫn sẽ vào một củ rưỡi luôn. Tay này có khả năng là vẫn chưa hồi được. Hình. Ok chưa anh em? Uy tín chưa? Tay này chưa hồi cái được. Chưa hồi cái được. Tiếp tục. Chiến tiếp này. Tay này thì mình sẽ vào bây giờ mới hồi cái này. Hai lốp thôi. Anh hiểu không? Hai lốp thôi. Húp chưa? Quy đi chưa? Đấy. Tiếp tục này, trả về cái này. À, làm một tay cái này anh em ơi. Tay này vào nhẹ 1 lít thôi anh em ơi. Nhẹ 1 lít thôi anh em nhá. Úi giời, hòa anh em ạ. Hòa mới khét chứ. Hòa mới khét, không sao không sao.
vẫn cứ là ok thôi. Tiếp tục này, hoa cái này, cái này vào con hai lốp đây nhá, hoa cái về cái rồi, hoa cái về cái rồi, khả năng tay này hoa con, hoa cái sẽ về con anh em nhé. Chơi thì anh em phải quan sát lịch sử những tay trước. À rồi, thoát được làm sao được cả con trai, mày không thoát được đâu, to be continue. Tiếp tục chiến này, tay này trả hồi cái, ok tay này vào hai lốp tiếp anh em ơi, hai lốp nha. Ai dạ, con tiếp rồi anh em ơi, con nhảy lên đây, con nhảy lên đây à, từ từ bình tĩnh anh em, bình tĩnh con này, con chạy đây, con đi tiếp một tay con anh em, hai lốp nhá. Tay này được thua chốt ca anh em ơi, bởi vì mình cũng cảm thấy là đường cầu nó cảm thấy nó hơi khó rồi đấy, với vốn mình hai củ bây giờ lên được bốn củ là ít đôi vốn rồi, ít đôi vốn là ô quá ok đúng không anh em, đấy rực rỡ chưa anh em, uy tín chưa, húp luôn tay con này nhá, như vậy là mình đã thành công ở tay này rồi, vậy thì mình sẽ chốt ca ở đây đó. Như vậy là số vốn ban đầu của mình là hai củ, bây giờ lên bốn củ bốn, chốt ca dương hơn hai củ. Anh em xem video cảm thấy hay, đừng tin mình một like, một đăng ký kênh, chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau nhá.